Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói về vấn đề sai lầm khi chúng ta sử dụng ngũ hành để luận đoán trong lá số tử vi. Và trên đây là một ví dụ lý thuyết của một người nói về cái cách mà sử dụng ngũ hành để luận đoán tốt xấu của đại vận. Thì mình có để cái ảnh của cái tờ lý thuyết đây. Thì trên đây mình sẽ copy lại cái tờ lý thuyết đó, cái ví dụ đó. Thì ví dụ đó thì cụ thể là người ta sử dụng cái ngũ hành của cung này, cái ngũ hành của chính tinh này so sánh với cái ngũ hành của mệnh, và từ đó suy ra cái vấn đề là đại vận nó tốt hay xấu. Thì đây là một cái lý thuyết nó rất là khập khiễng và nó không hoàn chỉnh. Đấy, đầu tiên là người ta sử dụng cái ngũ hành của cung. Thứ hai, người ta so tương quan với cái hệ thống của ngũ hành của chính tinh. Và từ cái chính tinh, người ta lại so sánh tương quan với ngũ hành của mệnh của chúng ta. Mệnh ngũ hành. Thì ở cái lý thuyết này thì chúng ta thấy có thể là tác giả đưa ra một cái hệ thống sao như thế này. Mình sẽ luận cho các bạn thấy. Ví dụ đây là cung tỵ nhá, lý thuyết của người ta đưa ra. Cung tỵ, tỵ là hỏa đúng không? Hỏa ở đây nó sẽ sinh cho tử vi là hành thổ, hỏa sinh thổ đúng không? Thổ lại sinh kim. Vậy là thất sát hành kim đúng không? Kim nó lại khắc vào mộc. Thế nên là một cái đại vận xấu. Vậy là xấu. Rất là đơn giản thôi. Hay là ví dụ đây nữa nhá. Đây là cũng là hỏa đúng không? Hỏa đây lại sinh cho thổ, thổ đây lại sinh cho kim. Kim của vũ khúc lại khắc vào mệnh mộc. Đó, lại đây cũng là một đại vận xấu. Vậy đây là một cách mà cực kỳ là dễ để luận đoán. Thế nên là đôi khi mọi người cứ thấy dễ là mọi người cứ đi theo thôi. Và tử vi thực sự là nó không bao giờ dễ dàng cả. Nếu chúng ta mà thích sử dụng ngũ hành thì chúng ta có thể sang cái bộ môn về tứ trụ. Còn bên tử vi lý số, nó là lý số, tử số chúng ta suy ra lý, tính lý của các sao. Thế nên trong tử vi thì sử dụng rất nhiều cái tính lý của sao. Ngũ hành chỉ là một yếu tố cực kỳ nhỏ thôi. Và cái hệ thống trong ngũ hành tử vi nó không cân bằng với nhau đâu. Không cân bằng. Các bạn dễ thấy 14 chính tinh có 6 chính tinh là hành thủy rồi. Thế nên nó không thể nào nó cân bằng được. 14 mà đến 6 rồi. Đúng không? Thì trong cái hệ thống lý thuyết này, tác giả chỉ mới đưa ra hai cái trường hợp này thôi. Còn nếu rơi vào các trường hợp khác thì sao? Ví dụ ở đây là bộ sao thiên đồng thì sao? Tỵ với tỵ là hóa khắc thiên đồng thì tương quan nó như thế nào? Và thiên đồng nó lại sinh trong mệnh thì tương quan nó như thế nào? Hay là ví dụ như ở đây chẳng hạn, ở đây cái cung đây chẳng hạn, cung đây là may là có cái bộ âm dương thì sao? Âm dương đồng cung thì sao? Ở đây là cung Mùi. Thì chúng ta xét tương quan như thế nào? Cái này thổ thái dương lại sinh cho cung và cung lại bị mệnh khắc Cái lý thuyết này nó chưa đầy đủ. Thứ nhất là nó chưa đầy đủ. Và cái hệ thống về ngũ hành nó, trong tử vi nó không cân bằng. Và nó có một cái sự xác suất của nó nữa, xác suất lặp lại nữa. Vậy là những cái người mà sinh năm này, năm Kỷ Tỵ mệnh mộc này, và khi mà cái tổ hợp cái sao này nó luôn cố định ở đây, những cái người mà có cái hệ thống tinh bản tử vi ở đây, người mệnh Kỷ Tỵ thì đi đến đây đều xấu đúng không? Những cái người cùng tuổi và cùng có hệ thống tinh bản là tử vi thì có phải là cùng người xấu như nhau không? Vì chúng ta xét như thế này thì nó liên quan đến mộc này, đến cái can cung này, và nó liên quan đến cái hệ thống của chính tinh nữa. Thế nên là có phải là chúng ta bỏ hết chính tinh gì không? Bỏ dữ kiện. Hệ thống chính tinh, hệ thống phụ tinh và cái hệ thống của sát tinh. Hệ thống sát tinh cực kỳ là quan trọng. Nếu chúng ta xét ngũ hành của chính tinh thì ngũ hành của sát tinh thì sao? Sát tinh có cái tính chất là nó thay đổi cực kỳ mạnh.
sát tinh nó sẽ thay đổi chính tinh. Nếu mà đây có con không kiếp chẳng hạn, mà con tử vi đi với con không kiếp thì nó sẽ thay đổi rất là nhiều, chi phối rất là nhiều, đúng không? Nếu một chúng ta xét ngũ hành của chính tinh thì chúng ta cũng phải xét ngũ hành của những cái bộ sao nó tác động cực kỳ mạnh, như là bộ sát tinh chẳng hạn. Thì ở đây nó nói về rất nhiều cái thiếu sót ở trong cái lý thuyết này. Và nếu các bạn làm như vậy thì nó cực kỳ là nó đơn giản. Và trong cái hệ thống lý thuyết này này còn có một phần nữa, ví dụ như là trong cái hệ thống phái này hay xét cái hệ thống cùng phu thê như thế này này. Đấy, ví dụ như cái hệ thống phu thê ở đây chẳng hạn, phu thê mà tổ hợp đấy có tham lang chẳng hạn, đúng không? Tham lang hành thủy đó, thủy sinh mộc thì lại tốt. Nhưng mà phu thê này mà là thất sát thì sao? Thất sát thì lại kim lại khắc mộc, mệnh mộc là không tốt. Đây là một cái lý thuyết có vẻ như nó rất là buồn cười. Đấy, và khi các bạn nghiệm lý, các bạn phải nghiệm lý rất là nhiều, ít nhất cũng phải nghiệm lý 100 lá số, lá số để xem cái phần trăm nó đúng là bao nhiêu phần trăm. Đây là người ta chỉ có xét 1-2 lá số thấy nó đúng thì áp cho tất cả, không bao giờ có chuyện này. Tử vi chúng ta không bao giờ đơn giản như này, cái hệ thống tứ hóa phái cũng rất là khó, và nó không bao giờ nó xét cũng đơn giản như đây là một đại vận tốt, đây là một đại vận xấu, không bao giờ có chuyện như vậy. Nếu các bạn muốn xét ngũ hành thì các bạn sang hệ thống của bộ môn về tứ trụ đó, hệ thống không cân bằng này, và nó chưa đầy đủ hệ thống lý thuyết. Nếu may đại vận này vô chính diệu thì sao, thì xét như thế nào? Chúng ta lại xét mình can cung rồi à? ngũ hành của cái địa chi cung với mệnh thôi à? Đó là một cái điều rất là thiếu sót ở đây. Ngũ hành vốn không cân bằng. Các bạn có thể dễ thấy là các cái bộ sao hành mộc ở trong khoa tử vi rất là ít luôn. Thế nên là khi các bạn xét về ngũ hành thì cực kỳ là phải cẩn trọng, đúng không? Ví dụ như những cái người mà mệnh mộc chẳng hạn, ví dụ như cung phu thê ở đây là hành thủy này, có 6 bộ chính tinh hành thủy liền. Thế nên là những người mệnh mộc lại có vẻ là tốt hơn, đúng không? Đó là điều không đúng. Và trong cái hệ thống về chúng ta là học thuyết về ngũ hành, âm dương bình hoành, ngũ hành thì nó cũng bình hoành, nó cân bằng hết với nhau và không có cái gì là nó có sự chênh lệch cả. Kim mộc thủy hỏa thổ thì nó cũng sẽ phải cân bằng với nhau. Thì đó là một cái lý thuyết của phương Đông, đó cân bằng thì nó sinh ra cái sự yên bình, sức khỏe con người cũng nó cũng phụ thuộc theo âm dương ngũ hành. Có một điều là trong tử vi thì sử dụng ngũ hành rất là khó. Ví dụ như trong tứ trụ chúng ta có thể sử dụng ngũ hành để chúng ta luận đoán bệnh tật, nhưng mà trong tử vi để luận đoán bệnh tật mà dùng ngũ hành ấy, thì cái xác suất nó không cao, mà chúng ta phải sử dụng tính lý của các sao là chính, ngũ hành rất là phụ thôi. Ví dụ như trong một cung ấy, có rất nhiều các bộ sao hành thủy thì chúng ta mới có thể áp nó vào là cái người này bị vượng thủy. Còn khi mà cái sự chênh lệch nó không nhiều thì chúng ta không nên sử dụng cái ngũ hành để luận đoán, vì cái tính chất ngũ hành này nó không cân bằng. Hành thủy, hành kim khá là nhiều, sát tinh thì khá là nhiều. Đấy, và đây là một cái hệ thống thiếu sót, đây là một cái hệ thống rất là buồn cười, nên các bạn phải cẩn thận khi sử dụng các cái hệ thống này. Các cái trường hợp khác người ta không nói, đúng không? Và có khi người ta cũng sẽ không biết được nó sẽ luận đoán như thế nào đâu, đúng không? Đấy, âm dương cái này, hai cái bộ sao mà lại khác nhau thì tương tác với cái hệ thống địa chi cung như thế nào, và từ cái này nó tương tác với cái hệ thống của cái mệnh như thế nào. Đó là một cái điều mà không đúng và đang còn thiếu. Và cái hệ thống sát tinh nó tác động đến đây như thế nào, đó là một cái rất là thiếu sót. Đấy. Thì sau đây là mình xin hết bài này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.